knows that there is always someone interested in this constant supply. Đối với các loài thực vật, dòng sông cung cấp một phương thức vận chuyển thiết yếu. Đó là con đường cao tốc vận chuyển hạt và các loài thực vật thủy sinh theo một chiều, vì chúng không bao giờ đi chiều ngược lại lên thượng nguồn. Cây cối nhờ dòng sông để gieo rắc trái cây của nó tới những nơi khác và xâm chiếm các vùng đất mới. Lớp vỏ của các loại quả giúp chúng nổi lên như những chiếc túi nhỏ. Một vài loài cá thậm chí còn làm ngôi nhà tạm trong những thứ rác nổi này. Tuy nhiên, dòng sông cũng có những yếu tố không hề thân thiện. Các loài săn mồi luôn trong tình trạng kiếm mồi và sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Ví dụ như ở đây, dòng sông đã ban tặng cho chúng xác của những con vật bị chết đuối. Những con cá sấu sẽ xử lý phần xác động vật một cách hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn sự trong sạch cho các dòng sông. Tình trạng thiếu ánh sáng là một lớp vỏ bọc quan trọng đối với các loài săn mồi. Chúng thường ẩn nấp và nằm rình mồi trong bóng tối. Ở những khu vực tối tăm nhất của dòng sông, các giác quan của chúng được phát triển tối ưu nhất. Những đôi mắt tinh và cực kỳ chính xác, cùng với xúc giác vô cùng nhạy cảm, giúp chúng phát hiện ra bất cứ con mồi tiềm năng nào. Kẻ săn mồi và nạn nhân của chúng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống ở những dòng sông. Những dòng sông lớn luôn thu hút vô vàn loài sinh vật. Và theo cách này hay cách khác, điều đó đã ảnh hưởng tới hệ sinh thái đa dạng trên hành tinh của chúng ta.